Ý Nhi chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Khi nói đến một cuộc sống tương lai, ta kỳ vọng và nghĩ ngay đến một thành phố thông minh, nơi mà chất lượng sống của mọi người dân đều được nâng cấp, từ những tiện ích cơ bản nhất cho đến việc thực hiện các dịch vụ công đều sẽ tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả cũng như minh bạch. Và để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh thì trong những năm vừa qua chúng ta nói nhiều đến định nghĩa chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Đây có thể nói là ba trụ cột chính để chúng ta xây dựng một đô thị thông minh. Và để ba trụ cột lớn trên được hình thành và phát triển thì ta cần một nền tảng vững chắc hơn, đó chính là công dân số. Và để mỗi người dân đều là một công dân số thì trong những năm gần đây rất nhiều những ứng dụng cũng như những giải pháp công nghệ được đưa ra để hỗ trợ người dân chủ động chuyển đổi số chính mình. Tuy nhiên, với chuyển đổi số muốn hiệu quả, chính xác và kịp thời thì một trong những điều kiện tiên quyết đó chính là phải đồng bộ hóa dữ liệu dân cư quốc gia, và chuẩn hóa thông tin thuê bao là một trong những bước cơ bản và quan trọng nhất để thực hiện. Nói dễ hiểu hơn, khi người dân đã có căn cước công dân có gắn chip kèm với đó là chuẩn hóa thông tin thuê bao thì người dân chỉ cần sử dụng ứng dụng VNEID là đã có thể thay thế cho rất nhiều những giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bảo hiểm y tế, bằng lái xe, vân vân và vân vân. Và khi đã chuẩn hóa thông tin thuê bao thì chúng ta cũng sẽ tránh đi những trường hợp phải xác thực rườm rà thông tin cá nhân khi lấy lại tài sản số, những tài sản số như tài khoản ngân hàng hoặc là một số những ứng dụng ta đăng nhập bằng số điện thoại. Nói đến đây thì Cà Phê Tech xin lưu ý đến quý vị, hiện tại là đã hơn một tuần kể từ kỳ hạn phải chuẩn hóa thông tin thuê bao. Đối với những thuê bao trong diện cần chuẩn hóa nhưng chưa kịp thời cập nhật bổ sung thông tin thì đến ngày 15 tháng 4 chúng ta sẽ bị khóa 2 chiều. Và kể từ 30 ngày từ khi mà thuê bao của chúng ta bị khóa 2 chiều, chúng ta sẽ bị thu hồi số thuê bao một cách chính thức theo quy định pháp luật của nhà nước. Để chuẩn hóa thông tin thuê bao, quý vị hãy đến ngay những điểm giao dịch của các nhà mạng để nhận được sự hỗ trợ. Riêng với người dùng Vinaphone thì chúng ta có thể lên ứng dụng MyVNPT để tự chuẩn hóa thông tin thuê bao, cũng như là có thể gọi ngay số hotline này để nhận được hướng dẫn chi tiết hơn.